gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong trong lòng của mình rất là rạo rực. Là thích đó, thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em, cũng là ở tuổi. Chào. Lời nói đầu tiên thì giờ cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Và chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Dạ. Mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Dạ. Con làm nghề gì? Dạ, bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà đồng nhỏ Kim Tiểu Long. Ồ, chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương... chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Và chú cháu mình đã gặp nhau đúng dạ. không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu dạ, Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia. Hồi đó con cũng có học cô. Mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học hả mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Con biết sao cô không nhớ con không? Sao? Học 3 tháng hết tiền nghỉ. Học 3 tháng hết tiền nghỉ. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên Tây Quốc Thảo dạ. đúng không? Dạ, rồi giờ học còn học bên bản không? Dạ không, con nghỉ 3 tháng hết tức tiền rồi. 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Mình có đi hát không vậy? Con chỉ làm MV trên YouTube thôi à. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Giao lưu đi con. Để con thử làm sao. Bắt đầu. Dạ. Thiên hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, và cô dâu trông thật xinh đi theo anh về dinh, anh hứa không thay lòng yêu em như lúa yêu đâu. Hay quá. Nhưng mà hơi cung nhân thôi. Anh thôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi, vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ, năm nay là con 27 tuổi. 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thuận. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Đã gặp là, nhau rồi. Ừ, nhưng mà vậy là con làm gì? Hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app livestream. Dạ. Giỏi vậy? Dạ. Ồ, thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ, lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Dạ. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó hay hơn. Cái lần mà gặp đó là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch. Thì có một số anh em ca sĩ không có đi hát được thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con, thì con mới đi vô trong xem chỉ like, thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long đó, thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chỉ live stream thì con đi vô đó con coi cho idol của mình like như thế nào, thì vô tình mới gặp cái anh này, ảnh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò thò gì đó. Con thì gắt mắt rồi lý la lý lắc. Lý ghét đúng không? Dạ lý ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích trai trẻ. Cứ vô tình vậy, cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ đúng rồi đó. Bây giờ mình xem có cái phần của này họ trao làm sao nè. Còn con sao, con gặp bạn này có ấn tượng như bạn không? Gặp á thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chỉ giới thiệu là anh này bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mới con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con sao thì thấy chụp hình, cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Nghĩ là mình trước dụng con trước mà. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không à, con không thích đi gặp ai hết trơn á. Chị idol đó là hỏi hẹn đi ăn chè, thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa bị gạt gì đó, với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu, nên thử gặp coi sao. Gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong trong lòng của mình rất là rạo rực. Là thích đó. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Cũng là bạn tuổi. Này đã xác định từ đầu luôn là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn cái gì?
Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy nè không dám nhìn mặt nhau luôn. Rồi cũng không nói chung là run lắm mà không có nhìn không gì chơi, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Qua ngày hôm sau cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin, nhắn tin cho con là rủ đi uống cà phê. Cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi héo để mình hóng gió. Tại vì nhà con ở quận 9, nhà của vợ con thì bên Tốt Bình Tân lận. Thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó thì vô đó uống cà phê. Rồi xong uống cà phê xong đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng. Rung, không biết sao rung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà rung dữ vậy. Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở cơ, bỏ cổ đó xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi. Con mua thêm cái nón bảo hiểm 40 ngàn. Là tốn thêm 40 ngàn tiền cái nón bảo hiểm nữa. Con chở có qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm. Là mới lúc đó mới có 8 giờ rưỡi à. Chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á là nó chết em ơi. Hỏi sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Bây giờ mình không có đường về. Bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được. Có đâu biết đâu, đó chỉ có trong nhà không mà có ít ra ngoài đường lắm. Có không biết là hầm đóng cửa giờ nào giờ nào. Cái người hồi cũng nói chết cha mình nói vậy rồi, ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào mình vô. Cái chạy qua bên à, mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao này, cái hầm chạy qua được rồi. Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cũng tin em chạy qua bển cái ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nha anh. Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi cũng vô rồi, cái kêu hoài cũng không vô. Dụ con thôi giờ mình về nhà, về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng cậu mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng đó. Thôi về nhà. Về nhà xong cái bắt đầu cái dụ con. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn với nét mặt rất là tội nghiệp để cho cậu thương hại đó. Rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp, cái nó anh ở đây đợi em đi, lên trển dọn nhà cho anh, dọn chó dọn đồ gì ôi tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi mắt con đợi nửa tiếng đồng hồ như này. Nó cũng gán đợi vì gái mà chắc chắn là mình có lời rồi, đúng ngon không? Rồi mình ngon rồi không sao rồi, đợi xíu cũng không sao. Kể đi. Trời ơi, tới chuyện tới khúc nóng bỏng cái đầu cái nhường cho vợ kể. Không có ý định là sẽ quen cái anh này. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn mà đi như vậy rồi không biết có sao không, mà suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực, cái ổ của mình cho anh ta đi về. Về tới chung cư rồi, cái bước xuống xe, cái anh hỏi thiệt á hả, về thiệt á hả, thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp. Diễn quá diễn luôn, diễn quá diễn. Học làm 3 tháng mà làm. Mình không biết sao tự nhiên không biết sao thấy thương. Dạ xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu. Rồi đó đêm đó là đêm định mệnh, nửa đêm có ngồi có nằm có khóc. Mình lạ chỗ mình ngủ không được. Lạ chỗ ngủ không được, cái đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp vậy đó. Cái khổ tưởng là ăn quá xong rồi hiểu không, là dạng như là chuẩn bị cái qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó, là nằm tự nhiên khóc. Hỏi làm gì khóc, nó sợ bỏ. Nó trời ơi có đâu mà kia nọ gì đó, an ủi cổ đi cho cô dịu xuống một cái. Lúc đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa. Rồi về sáng rồi không biết sao đây. Rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn. Mình hãy tin vào điều đó đi và coi như là đánh cược. Tin tưởng đi, hạnh phúc là có thì. Hay quá. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long. Về xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên con cho con ăn đó. Rồi ngày lúc nào đó con rất là hạnh phúc. Và dạ, con thấy rằng là mình lựa chọn đúng. Dạ. Chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình luôn. Dạ. Đúng chủ đề của lớp luôn đó. Tình yêu là lựa chọn. Chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. 2 năm sau một thời gian về ở chung với nhau đó, là thành chồng thành vợ với nhau, thì gì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Làm gì có dạ đứa nào vui trước đi, con nói trước đi. Một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó. Đừng. Dạ. Không cần phải thay đổi cái gì hết. Dạ. Đúng không? Nói luôn đi. Bây giờ trước hết là kể về tật xấu của cổ đi. Có cái tật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Ngủ ghét tới cổ họng con vậy đó. Mà phải ghét mới được. Mà không có con thì ngủ không được.
không gác một chỗ nào khác, chỉ có gác cổ họng gác thôi. Lên tới cái cổ á, có nghĩa là gác tới mức độ đó. Ê vậy có khi nào bả ghiền cái mùi chân của ông không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân, có nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác. Tại vì là sao? Tại là... vì không phải, tại vì là nó thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi. Nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó, nên là không thể thiếu được. Con nằm mơ luôn, tính nào ai bóp cổ còn không mà giật mình nó dậy thấy cái giỏ để này nè. Vậy con có mong muốn vợ thay đổi gì không? Thì con chỉ mong là vợ con là bớt bướng lại, nóng tính quá. Đó thì đó cũng có hai cái cần phải thay đổi đó con. Muốn làm gì là làm, thách là làm, thách là làm. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Nè con có muốn nói gì với vợ con không? Đó. Thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua là chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người. Đó. Thương quá. Thì con cũng có đôi lời muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có, thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ, và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thôi một cái nữa đi. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình lớp có lựa chọn là hạnh phúc. Cái bữa đó lần thứ nhì á mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về, đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong là rồi. Xong rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Ở trong nhà nó ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á, lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi. Nói chung là hai đứa đã tìm được đúng người. Đây là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là do các con đều lựa chọn. Dạ đúng rồi. Xin cảm ơn hai con. Wow. Mời các con. Quen. Chào cô Hồng Vân. Chào chú Quốc Thần. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thần. Chào hai vợ chồng. Rồi bây giờ mời hai con giới thiệu về mình. Con tên là Lưu Hoàng Duy, sinh năm 92. Con làm bên nghệ thuật xăm. Nickname của con là Di Lu. Con là Nguyễn Thị Ngọc Hương. Con sinh năm 1999. Hiện tại con kinh doanh online tại nhà, với lại là mẫu ảnh. Mẫu ảnh. Chị Vân nhìn thấy Duy nó có nét giống ai không? Bật mí luôn. Thấy không, để từ từ nè, thấy cái nét hơi giống Chế Phong. Đó. Ủa sao chị hay quá vậy? Chị chơi với Chế Phong mà. Đó. Mà Chế Phong là Chế con. Chế Phong là con của chú Chế Linh. Đúng rồi. Đây chính là con trai của ca sĩ Chế Phi. Ủa? Đó là anh của Chế Phong. Ủa vậy? Gọi Chế Phong bằng chú. Ô. Tức là cháu nội cháu của nam danh ca Chế Linh. Của chú Chế Linh. Ô trời ơi. Hèn gì nữa, chú xin nhìn thì giống, tại vì chưa có gặp Chế Phi bao giờ. Chỉ có gặp Chế Phong thôi, thành ra thấy con có nét. Rồi chào con. Bạn này thì đang có tin vui. Đang có em bé mấy tháng rồi con? Dạ con gần 6 tháng rồi. Vậy đó hả? Dạ. Là đứa đầu hả con? Dạ đứa đầu. Ồ rồi chúc mừng nha, chúc mừng tụi con. Rồi bây giờ hai con quay ngược thời gian lại kể cho chú với cô Vân nghe. Lần đầu tiên các con gặp nhau là như thế nào? Con thì lúc đó con mới chia tay bạn trai cũng 1-2 tháng. Thì con lướt Facebook, tình cờ con thấy anh này á trên cái Facebook là ổng múa đèn á, ổng nhảy đẹp lắm. Con nhìn thấy con đẹp trai, xong rồi con thấy đăng lên mạng hay sao mà người ta hót quá vậy. Xong bạn của con tag ông này vô, tên phải là Di Lu hả, Di Lu nhảy đẹp quá vậy. Xong con cũng nghĩ là ạt vô để cho bạn bè họ tương tác thôi, con cũng không có nghĩ gì nhiều. Còn mà con không ngờ là ổng ạt lại. Và xong rồi ổng nhắn tin cho con, làm quen với con. Ủa còn con sao, tự nhiên sao con ad bạn này? Dạ trong cái lúc đó nhiều người ad lắm, mà con thấy trên cái avatar thời điểm đó 2018 á, là cái avatar nó là avatar động, nên đâm ra cái không biết sao nhìn thấy cái gương mặt nhìn có vẻ như mình thích, cái mình ad đúng cái nick của vợ con. Dạ. Nhưng mà lúc đó con có bạn gái chưa? Dạ chưa, lúc đó con độc thân, con cũng mới chia tay bạn gái xong. Thì là chúng nó chia tay và bắt đầu là tìm hiểu một người mới qua mạng xã hội. Ở mạng xã hội bao lâu thì tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ nếu mà tính ở mạng xã hội thì con nói chuyện tầm 1 tuần. Dạ tầm 1 tuần xong rồi con thấy ổng mất tích luôn. Con thấy ổng up cái hình lên, xong rồi con comment cho nó, ủa bữa giờ nói chuyện sẽ mất tiêu rồi. Xong rồi ổng mới nhắn lại, ổng mới nói với con là anh bận đi làm này kia anh quên. Xong rồi con mới hẹn là ngày mốt anh rảnh không,
em anh đi cà phê. Ông cũng nhân nhự lắm. Một hồi ông trả lời xong nó thì bữa đó anh cũng rảnh, anh đi làm về xong rồi anh chở em đi cà phê. Wow. Lúc đầu con gặp thì con thấy đẹp trai, lúc trên hình đi ngoài con thấy giống có hết trai đẹp. Con nhìn là có hết trai đẹp, thấy nói chuyện cũng hiền. Mà lúc mà con gặp con lên xe, con bước lên xe á thì con nhìn con kiểu con hiếu kỳ, mà nó nói thường thường con trai mà xăm á thì người ta gặp con gái đầu tiên sao người ta không, người ta mặc áo lịch sự mà sao anh này sao ảnh khoe ra dữ vậy ta. Kiểu mình cũng sợ trong đầu. Là bữa đó anh mặc áo áo tay ngắn lộ hết cái tay xong ra luôn, mà nhìn cá tính nha, xô ra hết. Dạ xô ra hết mà thơm nữa. Ông chở vô cà phê rồi hai đứa ngồi nói chuyện, rồi kêu nước cũng y chang nhau luôn. Rồi con mới nói là trời sao mà hiểu nhau quá vậy, mà ngồi nói chuyện tới 3-4 tiếng đồng hồ luôn. Xong cà phê rồi ngoại con gọi về, tại ngoại con cũng lo, gọi về con nói không anh chở em về, ngoại em kêu về. Rồi sau đó cái lần đi chơi tiếp theo nó có chuyện gì để nhớ không? Sau đó là tới sinh nhật của bạn vợ con đã ở trên club. Thì đêm đó thì con cũng làm công việc xong thì con chạy lên để con ấy, mà trong đó sinh nhật được đó thì con gái mà nhiều lắm, nhưng mà vô đó thì con lại cũng không có để ý ai hết, đúng có mình vợ ngồi cái bên vợ. Xong rồi hai đứa ngồi nói chuyện cũng trong đó, rồi cũng có uống bia rượu rồi cũng xỉn. Xong con kề gần cái môi của vợ con hôn. Xong con mới nói, con mới tỏ tình, con nói cho anh được phép làm quen em nha. Thì vợ cũng gật đầu. Trong bữa là ổng hôn con giật mình vậy nè. Con nói trời mới mà gặp có cà phê ngày hôm trước. Có cách con ngày mà tại sao lại hôn con. Con thì con sợ rồi, bạn con cũng thấy. Bạn con nghĩ là chỗ này giống như là kiểu bad boy. Sợ. Rồi con nhìn nó có sao không, nó không, nói chuyện hiền rồi chắc không sao đâu. Rồi cái con đi về nhà với bạn sinh nhật đã tăng 2. Thì con mời lơi thôi, nghĩ ra không đi đâu. Anh đi với. Rồi có mình ổng con trai mà ổng đi với. Đi lên sàn của chị con, nhậu xỉn rồi, cũng 4 giờ sáng. Ổng thì nói với con là 9 giờ hay 10 giờ gì ổng phải đi làm. Rồi con mới nói vậy thôi, vậy đi ngủ phòng kế bên. Xong rồi con nhìn con nói giờ này không biết có làm gì không. Trong lòng thì 50-50 nữa thì muốn ấy nữa thì muốn. Xong rồi con vô con thấy ổng không cởi áo hay gì hết. Ổng cất cái bóp ổng bỏ vô gói. Xong ông kể, không kể gì, nằm xuống ngủ, khanh tay ngủ vậy nè. Ngủ luôn? Dạ ngủ luôn. Con nhìn vậy nè, con nói anh. Anh nói, thôi anh ngủ ngày mai anh đi làm. Rồi con nhìn nó con chằn chọc cái đêm á. Ủa? Hay là mình, con nhìn người con xuống, con nhìn nó, hay là mình không hấp dẫn ta, hay là ông VD. Tại bữa đó con thấy ông mang đôi giày màu đỏ mà hộp không à. Con nghĩ ông bị VD. Rồi sáng mai con cũng nghĩ là thôi chắc ông xỉn. Mà để sáng mai đi, ông có làm gì mình không. Cái sáng mai giật mình dậy báo thức xong trễ giờ đi làm. Đi làm luôn. Xong rồi nó em về sau với chị em nha, anh đi làm. Là cái sự nghi ngờ nó càng tăng lên nữa. Càng tăng lên nó ủa không lẽ quen mình là kiểu Bình Bình Thông hay gì kỳ vậy ta. Mà lúc đó trai mà kiểu mà trắng lắm, trắng hơn bây giờ nữa. Trắng mà trẻ măng mặt căng bóng mà. Con sợ bê đê. Con tức quá, con ngày hôm sau nữa con gán vụ đi nhậu tiếp. Nhậu tiếp? Có vụ đi sạn nữa không? Dạ, cái dạ có. Đi chạy luôn. Vụ qua bên chị con nhậu tiếp. Con cố tình cho con vẫn giỡn á. Con cà cà chân vậy nè. Xong rồi con thấy ổng kêu khều con. Ổng kêu em chị em còn cái phòng trống nào không? Con mới thấy là rồi vô rồi. Rồi xong rồi con mới kêu ổng là dạ có, hỏi chị nói phòng trống ở dưới á, em bút cái phòng dưới đi, rồi chuyện gì tới cũng tới. Là có BD không? Dạ không. Không BD đúng không? Dữ lắm cô. Không BD. Cái ngày đầu tiên mà con cứ nghĩ là hai người quen nhau rất là lâu rồi đó. Họp về chuyện đó. Nhưng mà cô hỏi nè, tại lý do bữa trước là chắc là do đi làm sớm á, chứ cho nên mới tha bổng nó đúng không? Dạ tại vì quan điểm của con á, khi một người con gái mới thì mình chưa có tiến sâu về cái vấn đề là tình cảm, mà mình lên giường sớm quá thì nó cũng kiểu nó kỳ, nên đâm ra là con có một cái khoảng cách nhất định. Lúc đó ông hỏi con là em ở nhà thuê đó hả? Em ở sao? Thế con mới tâm sự là con ở đó mà con còn nợ tiền nhà của chủ nhà 3 triệu mấy. Cái ổng nói ủa vậy hả? Ông cũng không có nói gì nhiều hết trơn á. Hai đứa ngủ dậy tới sáng thì tự nhiên cái ổng móc tiền ra đưa con. Ổng đưa con 200 đô. Thì trong lòng con cũng nghĩ là không chắc cho, bình thường vậy thôi, không có gì hết. Con nhận. Thì con tâm sự giống là tiền nhà tiền cửa chưa có, mà con lớp con mới làm mũi nữa. Nên con không có đủ để trả tiền nhà. Xong ông chở con về nhà bình thường. Mà sao con về nhà con cầm tiền, con nhìn vậy nè. Ủa
mình ngủ với ông có một đêm mà nhiên ông cho tiền sao giống ăn bánh trả tiền quá vậy ta. Con cầm nhà con lỡ cầm rồi, nhưng mà ông lẽ giờ mình trả lại, mà trả lại thì mình lỗ. Thôi kệ, cái đổi tiền cái đóng tiền nhà trước đi. Rồi con mới về thấy ổng gọi điện thoại cho con hoài luôn. Rồi về nhà con video điện thoại nhiều lắm. Xong rồi con mới biết là ông này ổng thương mình thiệt. Khi mà vợ con tâm sự về những cái hoàn cảnh hiện tại thì con cảm giác như đồng cảm. Tại vì mình cũng một phần cũng giống như vậy. Vợ con thì cũng không có ba, không có mẹ, mà thì ở với bà ngoại, thì con thì lại ở với bà nội. Nó cứ có sự đồng cảm gần giống nhau đó, dạ. Đúng không? Nói nghe từ cái đêm mà các con coi như là trao cho nhau hết đó. Dạ. Là tới đến lúc mà các con cưới là bao lâu? Con quen nhau thì cũng được một năm mấy. Năm mấy xong rồi bắt đầu con mới cưới. Tại vì lúc đó con đang làm công thì con cũng chỉ nghĩ là cái câu nói đùa của con nói cuối năm cưới em. Nhưng mà chỉ là nói vui thôi. Trong những cái thời gian sinh hoạt lại từ từ mình trưởng thành, từ từ mới xác định là mình cũng không có thể nào quen một người mà kiểu mà như vậy hoài được. Mình phải có một cái sự cầu tiến để cho gia đình hai bên biết là mình chín chắn. Con mới nhớ là con thương ổng, biết con thương ổng là chỉ có 10.000 thôi, hai đứa xài tới 3 ngày. Trời ơi, vậy là mà... ăn mì gói thôi chứ đúng không? Dạ, với lại con có nuôi 6 con chó nữa. Trời ơi trời, rồi sao sợ. Có 10 ngàn. Có 10 ngàn mà nó ăn trong 3 ngày. 3 ngày. Tại vì khách của ổng cũng có hẹn á, hẹn tầm thứ tư thứ năm anh mới qua kiểu vậy. Xong rồi con mới, mà con ở sớm đó người ta cũng thương. Thì hàng xóm á, người ta có bán tạp hóa, tụi con qua mua mì đồ ăn xúc xích này nọ. Rồi còn cơm á, cơm cho tụi mấy con chó ăn á, thì tụi con mua nợ. Cái rồi nói là nợ tầm mấy ngày con trả. Nhớ khúc đó hoài. Không có ai giúp con hả? Trong gia đình không ai giúp đỡ con chứ hả? Sao? Trong cái thời gian đó thì đa số không dám than ai hết. Tại mới vừa cưới không có dám than. Hai đứa thôi. Hai đứa tự cố gắng, hai đứa tự làm. Lúc mà con cưới thầy luôn 20 là cái phần là 10.000 mà xài 3 ngày á, thì nó cũng đã trôi qua rồi. Lúc đó rồi là xong, tụi con chuyển được cái nhà. Mà chuyển nhà khi không có 1.000 nào trong người nữa. Trời ơi. Mà có chú của bên đây nè, không biết. Dạ, cũng bà con xa. Bà con xa của ông này, cái giúp. Nó là hơi mướn nhà đi, cho thấy tụi bay ở mà phòng trọ nhỏ để chú giúp cho. Ngay kể đám cưới có một mình vậy nè, ông thương mướn cái nhà mà hai đứa đâu có 1.000 là cho người đâu, đâu dám, đâu ngại đâu. Xong rồi ông nói thôi cái căn này đi. Ưng là tụi con về qua được quận 3 tới giờ á. Là coi như bây giờ chỗ đó là tiệm luôn á hả con? Dạ, tiệm đi nhà ở nhà. Trên tụi con là ở được mấy năm rồi? Ở được năm thứ 3 rồi. Nói chung là thôi, các con còn rất là nhỏ, mặc dù cái tình yêu nó đến với nhau rất là nhanh ngay chị Mộc, nhưng mà lại là các con vì cái tình yêu mà các con đã phải chia sẻ và vượt qua trong cái giai đoạn rất khó khăn mà vẫn ở bên nhau, thì đó là một điều rất là đáng quý. Rồi bây giờ tới cái khúc mà chắc con thích lắm đúng không? Tới khúc mà khui tật xấu đó. Đó, thật có không? Thấy nó hiền quá. Hiền khô à, chỉ có bừa bộn thôi. Bừa bộn, với lại có cái lúc mà còn ở quận 10 á, có cái tật cái cửa mình bước vô thì có cái toilet bên đây này nó hơi kỳ á, bạn con cũng hay qua chơi ngồi chơi với con á, mà mỗi lần qua cái thấy cái quần xì giống móc lên cái dội sen á, mà con nói trời anh ơi cái quần anh có được đẹp đâu mà anh cứ móc ở đây hoài, anh giấu giùm em đi. Mà mỗi lần bạn quay con ngại, kiểu con hơi ngại, con mỗi lần con bạn con vừa qua là con nhớ để xíu vô coi có ngó coi có cái quần nào trong đây không, con mới giấu đi. Là bừa bộn. Dạ bừa bộn. Với lại con thì kiểu con bị ám ảnh, giống như ám ảnh cưỡng chế á, mà con nhẹ thôi, giờ con hết rồi. Con xếp đồ cho ổng là cái nào ấy nó ngăn nắp mà nó đều như vuông vậy nè, móc áo thì móc đúng theo màu. Mà kêu mỗi lần đi chơi hay gì lấy đồ là lắc nó bay nhảy lên hết. Rồi gì nữa? Với lại đói bụng á, khó tính, kiểu xấu, người ta hay nói xấu đói á. Dạ đúng rồi, xấu đói cực kỳ luôn. Ví dụ đi, cái người đối diện con cũng vậy à? Cũng giống vậy thôi. Mà dạo này cũng bớt đói lắm rồi. Mỗi lần mà xấu đói, mỗi lần mà đói bụng mà không có đồ ăn thì là có hay la hét không? Dạ không, chỉ là gì nè, đang nấu đồ ăn sắp xong rồi, tự nhiên cái nấu cái mì ăn. Con bị con nói ủa sao kỳ vậy, đợi xíu đi ăn được. Nó không, đói chịu không nổi. Mà quạo mà mặt nhăn như khỉ vậy đó. Nhăn vậy nè, mặt nhăn đâu đẹp đâu. Xấu đói. Rồi đói. Chồng xăm quá rồi có bao giờ yêu cầu xăm này nọ rồi nó có cho xăm không? Người con quen lúc ảnh là không có hình xăm, con không có hình xăm nữa hết. Con quen ảnh ngoại cũng nói con đừng có xăm nha, quen xăm đừng xăm. Mà con cũng gán xin ngoại cho con xăm hình nhỏ nhỏ ngay đây thôi. Lát về con thấy bích muốn cái chỗ này, ngoại uống xỉu. Ngoại về con nói rồi xong, ngoại hiểu tương lai của cháu ngoại rồi. Con mong chồng con thay đổi điều gì không? Con chỉ mong chồng con đừng bừa bộn nữa thôi. Với lại sau này mà có
thành công hay là cái gì đó hơn như vậy nữa, thì vẫn thương vợ con, không có thay đổi. Vẫn yêu vợ, vẫn như ngày đầu tiên. Được không Duy? Dạ được, dư sức làm được. Dạ tới con đó. Dạ. Có thật xấu gì không? Chỉ có là hay lầu bầu thôi, có câu chuyện gì đó nếu mà cằn nhằn là cứ cằn nhằn từ sáng tới chiều, có khi mà quên rồi cái mà hồi lại nhắc lại câu chuyện đó lúc ban đêm nữa. Dắp đĩa đó phải không con? Dắp đĩa đó. Ừ. Tiếp tục đi con, còn gì nữa nè? Dạ con không có tính xấu nhiều, chỉ có cái tính kỳ là kỹ thôi. Kỹ mà bị kỹ quá cái mức giống như là con xuống con dọn mâm cơm để ăn, ba mẹ con ăn mà tô cơm nguội là vợ con bắt đầu lau bếp, lau chén, rửa chén, lau tường, xong rồi bắt đầu mới ăn. Mà nghe nào cũng như ngày đó. Đó. Dạ đúng rồi, lau như suốt. Con nói với con bị ám ảnh cưỡng chế á, là con thấy phải sạch sẽ mà quá mức. Cái chén, cái chén con phải để cho nó phải đẹp, nó phải đúng ngay cái hình cái bông phải đúng thẳng vậy nè, con mới chịu. Con xuống con rửa chén, con thấy chén bài bài, con rửa xong con mới ăn cơm. Mẹ với ổng la con hoài. Vậy con bé này nó hợp với ai nổi tiếng trong nghề mình lắm nè? Thầy Minh Nhí. Trời ơi, con qua ở với nghệ sĩ Minh Nhí, chỉ cần con qua con ở với thầy một ngày thôi là thầy sẽ thương con dữ lắm. Đó, rồi quản lý chi tiêu nó có thắt chặt không? Dạ, quản lý luôn á. Chi tiêu thì vợ con tiền ti chi đầy đủ, nó không có nó cà lâm luôn, thấy chưa? Chắc chắn luôn. Nó phải kỹ đảm bảo. Dạ, tính sau hồi một mình làm rối rồi tính lộn xong rồi bắt đầu quay qua chửi con là xảy. Y chang thầy Minh luôn. Y chang ông bạn của cô luôn. Ông đếm 1 triệu đồng mà giấy 100 ngàn. Đếm hoài luôn. Đếm hoài. Dạ. Hoài. Rồi giờ con mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Con chỉ mong muốn vợ con luôn trẻ đẹp và đầy sức khỏe là được rồi. Dạ, chứ không cần thay đổi gì đâu, tại vì mỗi người có một cái tính nết khác nhau. Mà quan trọng là mình vợ chồng nhau, mình hiểu được cái tính đó, mình yêu được cái tính đó thì mình sẽ giữ nó đi hoài. Chính xác. Bây giờ trước khi tạm biệt. Dạ. Bây giờ chú rất là mong muốn, và đây cũng là cái điều mà vợ con cũng rất muốn. Dạ. Đó là nhận được một cái lời tỏ tình. Dạ. Hay là một cái lời cầu hôn ở trong cái dịp này với một cái bộ đồ cô dâu hết sức đẹp như thế này. Đúng. Nếu mà được là con có muốn không? Dạ có. Đó, đó. Chú Thuận. Em đồng ý làm vợ của anh nha. Tại vì anh cưới em đến giờ chưa có lời cầu hôn nào hết. Nên lời cầu hôn của anh nha. Ôi cưng quá là cưng thôi. Anh ôm vợ đi. Hứa rồi sao? Nó xúc động quá kìa. Anh hứa anh lúc nào cũng yêu thương em. Cho dù sau này có giàu hơn hay như thế nào, anh cũng như vậy, không bao giờ thay đổi. Trời ơi, đã quá, không nói cái nào. Cái kết thật là tuyệt vời nha. Dạ. Chúc cho con ha, sắp tới cái ngày mà khai hoa nở nhụy, mẹ tròn con vuông nha, và cuộc sống của các con sẽ càng ngày tốt hơn. Dạ con. Wow, xin chào. Dạ, dạ, lời nói đầu tiên thì giờ cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thận ạ. Và chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Dạ. Mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con dạ. Làm nghề gì? Dạ, bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà rồng nhỏ Kiền Tiểu Long. Dạ. À, ô, chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương, chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Đó, và chú cũng đã thấy. Chú, mà. Chú cũng đã thấy là cái gì trà rồng nhỏ rồi đó. Dạ. Đó. Và chú cháu mình đã gặp nhau. Đúng dạ. Không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu dạ, Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia với hồi đó con cũng có học cô. Nhưng mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học ca năm. Ôi trời ơi, ca năm là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Sao? Con học ca năm là xong con học biết sao cô không nhớ con không? Sao? Con học giữ chừng nghỉ phải không? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Anh năm nó qua Quốc Thảo đó. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên thầy Quốc Thảo dạ. Đúng không? Đó. Dạ. Rồi giờ học còn học bên bản không? Dạ không, con nghỉ 3 tháng rồi hết tức tiền. Tức là 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Dạ. 3 tháng là con hết tiền rồi, con đâu có nghỉ rồi. Dạ. Con mới vô rồi make up xương xương rồi. Rồi bây giờ cái công việc chính của con là ca sĩ đúng không? Dạ, kinh doanh. Kinh doanh luôn. Dạ. Thôi bây giờ lâu quá rồi, mình có đi hát không vậy? Dạ, con chỉ làm MV trên YouTube thôi. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Dạ, thì để con thử coi sao. Hát thiệt luôn đi, khỏi thử.
đứng là, cái đứng MV nào được. Của con ở trên YouTube á mà con thích á, con hát đi. Con có cái bài bài đám cưới. Rồi. Dạ. Thì con chỉ hát một đoạn trong cái bài đám cưới thôi ha. Đúng rồi. Rồi, bắt đầu. Dạ, nhưng mà lên đây gung quá mọi người thông cảm nha. Con đứng lên đi cho nó thoải mái, cho cột hơi nó ngon lành quá. Dạ. Ừ. Cái này mình hát cái bài về đám cưới là đúng rồi đó. Hay lắm. Chồng sao mà. Không có nhạc hát trai. Hát trai hả? Bắt đầu. Dạ. Thiên hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, giặt cổ dâu trong thật xinh đi theo anh dê dính, anh nữa không thay lòng yêu em như lúa yêu đông. Hay quá. Nhưng mà hơi gung hay không? Không có gì đâu. Anh thôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay là con 27 tuổi. 27 tuổi rồi. Dạ. Là sinh năm 96. Trẻ quá. 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thận. Em xin được chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Hai đứa ở Thủ Đức hết luôn. Dạ. Là chung thành phố với cô đó. Ủa nhưng mà hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ con. Quên xin lỗi, hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ có. Đã gặp nhau rồi. Ừ nhưng mà vậy là con làm gì? Con cũng làm giống chồng luôn. Dạ thì hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app live stream. Giỏi vậy. Dạ. Bây giờ thí dụ như chú muốn live stream mà muốn cho tăng cái lượng tương tác lên thì chú liên hệ con đúng không? Dạ, tại vì con thì làm bên mảng Bigo Live và TikTok. À vậy hả? Dạ. Rồi, thôi. Rồi bây giờ chắc có lẽ trong câu chuyện tình của hai bạn này rất là nhiều điều thú vị đây. Thú vị đó. Anh chồng 27, rồi cô vợ là 33. 33. Lớn đâu có nhiều đâu, có xíu à. Có xíu à. Đó, vậy thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Rồi, lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó hay hơn. cái lần mà gặp á là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch, thì có một số anh em ca sĩ á không có đi hát được, thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Thì vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con. Thì con mới đi vô trong xem chỉ like. Thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chỉ live stream á thì con đi vô đó con coi cái idol của mình live như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, anh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò. Con thì gắt mắt thấy không, con thấy người ta làm gì là con chọc thôi mà. Là xuất hiện trong cái like của cái người like đó. Cái like của một cái idol. Cái đầu đưa lên đưa xuống. Dạ, cứ thụp lên thụp xuống. Rồi lý la lý lắc. Thấy ghét đúng không? Dạ thấy ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích trai trẻ. Không có để ý tới cái vụ mà trai trẻ này. Thì cứ vô tình vậy, cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Nhưng mà cái lúc đó là con nhìn thấy bạn lóc chóc này á, là con có nghĩ là bạn nhỏ tuổi hơn mình không? Nhìn thì cũng biết là nhỏ, tại vì nhìn ở trong cái app line nó quá trẻ đi. Thì đó, bạn đã nói là bạn không thích trai trẻ. Nhưng mà làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ đúng rồi đó. Bây giờ mình xem coi cái phần của này họ trao làm sao nè. Còn con sao, con gặp bạn này có ấn tượng như bạn không? Dạ thì gặp thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái hồi giờ kể đi. Thì xong rồi cái sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chỉ giới thiệu là anh này bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Xong rồi nhắn tin cho anh này cũng nói như vậy. Thì cái chị đó là làm mai, giống như kiểu là mai vậy đó cô. Xong rồi mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mấy con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con sao thì thấy chụp hình cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Thì cái nghĩ là mình chỉ ước chồng cô mà. Có nghĩa là mình chỉ làm người trước hiểu không? Nghĩ là mình chỉ chọc đùa thôi. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không à, con không thích đi gặp ai hết trơn á. Rồi mình cũng like ở trên app thì nhiều khi ảo nó quen rồi mình không có dám đi rồi ra ngoài. Bây giờ lần đầu là gặp nhau, tiếp theo có thể là đi ăn uống hay là đi xem phim nữa, đó là lần khi nào? Đó là sau ngày hôm đó luôn. Sau ngày hôm đó luôn thì con không dám gặp. Nhưng mà cái gọi cái chị idol á, cái chị idol đó là hỏi hẹn đi đi ăn chè. Thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu, nên thử gặp coi làm sao. Thì mới đi chung. Nhưng mà con á, con trai là con thích bạn liền à hay sao? Con nhìn bạn là con thích liền hay sao? Dạ giống như là gặp xong rồi
là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong trong lòng của mình rất là rạo rực. À là thích đó, là thích đó. Dạ. Đó là xiên xắn đó dạ, con. Ừ. Thì con nghĩ cái gì cũng cũng là một cái duyên đó. Ừ. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Em có nhắn tin con kêu em rồi. Ờ đó, đại đó. Tức không là bạn này đã xác định từ đầu luôn rồi là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Đó. Bên này không thích cái gu nhỏ tuổi, bên này thì thích cái gu lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Ừ, cũng không nói chung là rung lắm, không có nhìn không gì hết trơn, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Xong rồi cứ ăn vậy, ăn xong đi về. Dạ. Cái qua ngày hôm sau, cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin cho con là ngủ đi uống cà phê, cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió, cái con mới chạy xe Honda vô thì tại vì nhà con ở quận 9 thì nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận, thì mỗi đứa đi nửa đường, đồ xa lắm á, dạ, thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó thì vô đó uống cà phê, rồi xong uống cà phê xong, cái đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng, rung, không biết sao rung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà rung dữ vậy. Mà nó là sao kỳ vậy ta? Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở bỏ cổ đó, xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi, con mua thêm cái nón bảo hiểm 40.000. Là tốn thêm 40.000 tiền cái nón bảo hiểm nữa. Còn chở có qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm mà mới lúc đó mới có 8 giờ rưỡi à. Nó nói chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á là nó chết em ơi. Hỏi sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Giờ hầm nó đóng cửa mình qua không có được nữa. Bây giờ mình không có đường về, bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được nữa. Giờ làm sao về, cổ cũng lo, cổ đâu biết đó giờ có trong nhà không mà có ít ra ngoài đường lắm, cổ không biết là hầm đóng cửa giờ nào giờ nào. Cái hồi cũng nói chết cha, mình nói vậy rồi ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào mình vô. Cái chạy qua bên cái mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao lại cái hầm chạy qua được rồi. Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Bữa nay là đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cũng tin, cái chạy qua bển cái vòng vòng qua bển, ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nhanh. Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi không vô đâu. Cái kêu hoài cũng không vô. Cái dụ em, dụ con. Thôi giờ mình về nhà. Về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng con mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng hết. Về nhà cậu. Dạ, về nhà xong cái bắt đầu cái vụ con. Về nhà xong rồi cái bắt đầu tính vụ con đó là đưa về nhà xong rồi đi lên lợi lên nhà luôn. Mà lúc đó con diễn lắm, con diễn cái nét mặt rất là tội nghiệp. Để cho cậu thương hại. Đó, rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp. Cái nó anh ở đây đợi em đi. Lên trển dọn nhà trển dọn chó dọn đồ gì ôi tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi cái mắt con đợi nửa tiếng đồng hồ như này. Thôi cũng gán đợi vì gái mà cũng gán đợi đêm, coi như là đêm nay là chắc chắn là mình có lời rồi, đúng ngon không? Rồi mình ngon rồi không sao rồi đợi xíu cũng không sao rồi cái lên nhà cái kể đi. Rồi tới chuyện tới khúc nóng bỏng là mới nhường cho vợ kể. Để chấp kể đi. Kể đi. Thì cái lúc đó là nói chung là không có ý định là sẽ quen cái anh này. Rồi rủ mình đi khách sạn, mình lo quá không biết sao đây, không biết. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn mà đi như vậy rồi không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực cái ổ của mình. Xong rồi cho anh ta đi về. Thì mình mới nói là đi về khách sạn bên gần nhà em đi. Thì mới chở về bển xong rồi về tới chung cư rồi. Cái bước xuống xe, cái anh hỏi, thiệt á hả? Về thiệt á hả? Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn. Cái mặt diễn quá diễn là học 3 tháng mà. Làm học cô 3 tháng mà. Là mình không biết sao tự nhiên không biết sao. Thấy thương. Dạ, xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu. Mình mới chạy lên trển. Tại nhà họ không có ai hết có nuôi chó đâu đó. Thì mới dẹp dọn rồi này kia xong rồi xuống chạy xuống dưới, rước lên. Rồi đó đêm đó là đêm định mệnh. Định mệnh. Dạ. Rồi sáng hôm sau con làm sao? Cái nửa cảnh... đêm không có, nửa đêm có ngồi có nằm có khóc. Cũng nói, ủa sao khóc trời? Mình thì mình lạ chỗ mình ngủ không được. Cái tính ngộ đó, lạ chỗ ngủ không được, cái bắt đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp vậy đó, cái khổ tưởng rồi ăn quá xong rồi hiểu không? Là dạng như là chuẩn bị cách chùn. Qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó, là nằm đừng nhiên khóc, hít. Hỏi làm gì khóc, nó sợ bỏ. Sợ này sợ kia, bả thì sống tình cảm. Rồi sao rồi lúc đó con nói là sao?
nó trời ơi có đâu rồi kia nọ gì đó, an ủi cổ đi cho cô dịu xuống cái không. À, lúc đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa, rồi về sáng rồi không biết sao đây, rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn. Thế lúc đó chưa ai có đang yêu dạ, gì đúng lúc không? Đó là đang quen là chỉ có một lần kịch liệt đó thôi. Chứ lại rồi sau đó có giận không? Về thì cứ láp giáp và cứ nói vậy, là chỉ muốn là chồng phải có cái cách cư xử tốt hơn, là dù sau này đối với những người khác nữa đó là chồng phải xử lý cho nó tốt thôi, chứ không phải là mình ghen bậy ghen bạ. Không, cái đó là ghen đúng chứ đâu ghen bậy đâu con. Trong trường hợp đó gặp cô cũng ghen nhưng mà con có chịu đựng như con đâu, việc gì cũng giải quyết. Nếu chồng con không giải quyết được thì con phải là người giải quyết. Ủa chứ sao nữa em? Nhưng mà đông quá rồi. Nhưng mà đâu có đâu vấn đề gì. Vậy là mình cũng ngại sợ không? Không, em đâu có, trời ơi, đâu có phải tự nhiên dồn vô mà chửi rủa la mắng người ta, không có. Thể hiện đúng không? Không có thể hiện luôn. Chứ sao giờ? Chỉ cần nói bây giờ như đang lau chùi mặt mũi đúng không? Chị chỉ cần cầm nhẹ cái đó, chị nói là xin lỗi bạn. Đây là bạn trai của tôi. Đó. Đúng không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tại vì nếu như không có tôi thì bạn làm thế này thì có thể được, có thể chấp nhận được, và thậm chí là tôi còn cảm ơn bạn nữa. Nhưng có tôi ở đây, bạn có thấy bạn làm vậy là kỳ không? Đúng không? Ví dụ như ảnh là người yêu của bạn. Nó nóng quá. Ví dụ như nếu mà ảnh là người yêu của bạn đi mà giờ tôi làm y như vậy, bạn chịu được không? Đó. Xin lỗi bạn, vậy thôi, rất là đàng hoàng. Thì tự động khi con xử sự vậy, anh này về anh sẽ rút kinh nghiệm. Sao mà mình có thể nhu nhược tới cái mức mà mình không xử lý được mà để vợ mình nó phải làm điều đó cho mình vậy? Đúng không? Dạ. Một mũi tên một, bắn đó. Hai đó. Thấy chưa? Thấy anh cố tình anh hỏi đi chị Dân. Đưa ra một cái kinh nghiệm nó không chỉ ra cho hai vợ chồng con mà tất cả quý vị khán giả khi xem chương trình này cũng lấy đó là một bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý tình huống. Mà rất là lịch sự thôi, mình đâu có việc gì phải ăn to nói lớn đâu đúng không? Không có tôi thì bạn làm vậy tôi rất cảm ơn bạn, nhưng mà có tôi rồi thì bạn làm như vậy tôi thấy nó hơi kỳ. Rồi và coi như là các con là sinh em bé xong mới đám cưới hay là đám cưới rồi mới sinh em bé? À, tụi con thì con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà xong sau này tại vì tụi con đang mua nhà mua cửa xong rồi cái nhà cửa tươm tất hết mọi thứ rồi bắt đầu con sẽ tổ chức đám cưới sau. À mới đăng ký kết hôn thôi đăng ký kết hôn. Nhưng mà bây giờ là em bé em bữa là là chú bồng phải không? Dạ đúng rồi. Năm nay bạn mấy tuổi rồi? Dạ vừa trong một tuổi luôn ạ. Vừa thôi trai nói xong. Trai gái vậy con? Dạ, con trai. Trai. Giống chắc giống ba. Dạ. Trai chắc giống ba rồi. Dạ. Y đúc luôn. Rồi bây giờ qua cái phần kia đi. Đó cái phần cái phần mà sau khi mà lấy nhau rồi đó. Khoan. Đen. Rồi đợi xíu nữa coi. Không có gì. Tự nhiên nó rực lên. Leo lên đây mấy cưng ơi. Sao vậy? Rồi, nó rực lên. Dạ này chị, đây nè. Nó rớt cái filter. Đó mặt vàng khe. Cười nhiều quá không? Uống nước đi, lấy nước cho bé uống kìa mấy đứa ơi. Con ơi, con nói bà Đào Quyền Trân, bà đưa cho cô cái điện thoại đi, cô đang cần tin tức á. Ba Trọng mới nấu cơm đúng không? Để gửi cho coi cộ cho nó dịnh lại. Rung. Rung. Coi như trường cô là không có khóa 5 đó. Dạ đúng rồi. Nguyên cái khóa 5 con á thầy giải tán hốt qua bển, đâu có không thảo hốt qua bển. Này. Đã vừa xong vừa rồi. Cái sân khấu đó xong mình thấy mấy bạn con đi hết trơn. Ờ đó. Mon này kia nó đi hết. Đó thầy Thảo hốt qua bển. Thầy Thảo thầy Minh chia. Không, thầy Thảo thôi chứ không có thầy Minh. Thầy Minh là sao nữa? Có thầy Thảo làm trước xong rồi qua mới qua thầy Minh. Là con vừa nghỉ xong rồi tự động gom qua thầy Thảo hết. Là cái khóa chung với khóa 5 đó. Khóa 5. Phúc nữa phải không? K5 dạ. Phúc con Thanh rồi. Dạ. Hồi đó tôi yêu bên đó mà. Xong ông Thảo là tới ông Minh đó. Ông Minh là coi như là chia của 50 theo cha 50 ở lại với mẹ đó. Còn chung anh nó đang quay cho em nè, dễ thương lắm. Anh cho em đi xem. Bây giờ nó đang học chuyên khoa đúng không? Phải cho nó chuyên sâu, cho nó học chuyên sâu. Em nói á, tụi em bây giờ là những người sẽ tự đưa các em lên nổi tiếng chứ không ai. Thay vì mình chờ người ta cho một cơ hội, mình phải tự là cái người đưa mình lên. Giờ quá vậy. Các em phải gom lại với nhau, thay vì ngồi nói chuyện tầm xàm bá láp, ngồi lại với nhau, bữa nào chuyện nói chuyện nói, ngồi lại với nhau suy nghĩ tìm chương trình tìm gì có thể up lên, được up lên kênh của cô cũng sẵn sàng support luôn. Chỉ tạo cái mục á, cái thư mục quá dân. Chị biết rồi. Chụp hình. Chụp hình với cô. Tranh thủ. Con ơi. Ngồi trời ơi, chị cho cực nhé rồi. Ok đứng lên.
Rồi, vô chứ. Rồi nó áp quá ha. Cũng không áp gì hết. Áp quá. Mặc đồ đen rồi mà tôi cũng bề thế. Xong, vô. Được chưa? Chút trực tiếp. Nước nè bé nhỏ. Ủa chị thấy cái đó quay rồi. Trời, mà Thảo nằm xuống lại yêu trước khi cưới đó đúng không? Chị thấy cái đó là quay rồi mà. Anh nghe Tuấn ơi. Bác cầm giùm cô đi. Anh nghe. Ừ. Mấy giờ không được, đi sớm đi Tuấn ơi. Ừ. 7 giờ, 8 giờ vậy đi. Nha. Đừng có đi trễ quá, biết sao không? Tại vì á, ừ, đi lên sớm chứ còn đi chốt nữa. Đi chốt mấy cái địa điểm nữa. Nha. Chiều này nọ rồi lên tối hù không có chốt được gì hết trơn. Ừ, ừ, 8 giờ ở nhà mình nha. Rồi, rồi, ok. Anh Quang, rồi nhắn anh địa chỉ anh Quang Minh đâu, anh Quang đón, rồi không kêu Quang Minh qua bên anh nghe Tấn nha. Bây giờ ghế nè. Ờ, anh Minh ở đường nào vậy? Con ngồi, đâu, đâu, con ngồi thẳng nó đó, thì nó mới không té. Đó, cái ghế này nó lạ lùng lắm. Rồi lẹ nào. Bữa nay một số chúng ta chỉ quay được có nửa tiếng thôi. Không được nhiều. Trên kia quy định rồi, một cặp vợ chồng chỉ được trò chuyện nửa tiếng. Hết 5 phút rồi đó. Rồi bắt đầu nè, bắt đầu. 2 3. Rồi, bây giờ. Ủa mà đứng hình luôn. Ờ, phải biết kêu mà đem xuống cho cậu một hộp trà. Để anh gửi qua. Trà là trà gì? Mà lấy cho cậu, cậu uống hết trơn luôn đó. Dạ. Trà uống hết trơn luôn. Trà rồng nhỏ. Trời uống vô. Quá uống vô. Uống vô nó khỏe lắm nha. Đi toilet đã lắm. Đúng rồi, đúng rồi, nó lọc ha, đi toilet đã lắm. Lọc thận nè, lọc gan, lọc máu. Ê chị, con gửi cho cậu nè, con gửi cho cậu mấy hộp. Để gửi cho mẹ dân mấy hộp nha. Dạ, để họ lấy số gửi tặng cho. Ok con. Dạ. Ồ, vậy đó hả con? Nó giúp cho mình đi làm về mình uống vô một cái mình ngủ rất là ngon nè, rất là khỏe nè. Ngủ ngon chứ không phải mất ngủ hả? Dạ. Chứ cô là con không uống được cái trà mà trà quậu, trà gì đó. Không. Cái uống rất mát, ngon thơm. Thấy nó thơm á. Con rất là thơm. Bữa em muốn em uống cho rồi. Đẹp da, dễ đẹp da. Đẹp da giảm stress. Rồi, ok. Mày làm qua Tết luôn. Dạ. Rồi bây giờ sau một thời gian về ở chung với nhau đó, là thành chồng thành vợ với nhau, vì gì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không, hay là không có cái tật nào hết? Dễ gì có những cặp mà nghe lên là phải nói là phải vạch lá tìm sâu dữ lắm mới có tật xấu đó. Hỏi này có không? Làm gì có. Dễ gì. Giờ đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi con. Con nói trước đi. Gì mà chết nữa tao. Gì kỳ vậy? Trời, tại vì cái tật xấu này nó lạ lùng lắm. Vậy hả? Nó kỳ lắm. Nói đi. Dạ là có cái tật này. Lúc nào, ở mọi lúc, mọi nơi hay là bất cứ lúc nào cũng làm được hết trơn á. Sao? Thả bơm phải không? Dạ, trời ơi, cái thả bom này trăm ông chồng trời trang nhau hết. Có gì đâu mà không nói. Đúng rồi. Còn dạ, nhưng mà đó là gọi là cái tật xấu nhất của ảnh ở nhà rồi. Có nghĩa là ổng nhiều lần trong ngày không? Dạ, có khi không biết cái bụng bị cái gì mà nó làm liên tục luôn. Làm mà gọi như là sấm sét gì đó, là không có tiếng động. Dạ, có tiếng động mới chết chứ. Còn cái kia thì mình nhiều khi họ không nghe thì không biết. Nhưng mà cái này có tiếng động mà làm gì đâu mà trời ơi, con nói cô là xuyên suốt luôn. Rồi có khi một đêm ha, không biết cái bụng bị cái gì mà làm một phát từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Trời mà ơi. Con ngủ không được. Ông bắn hoài vậy. Mà có cái tật á mà mỗi lần làm xong là lấy giả bộ lại hôn con, thương con dữ lắm, xong lấy cái mền chùm lại. Con bụp 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 bụp. Đúng bệnh của tất cả những cái ông chồng. Cái đó là ông chồng rắn mắt á. Tại vì mấy người ta cười mình tính đâu người ta vui. Mà em biết không? Đúng không? Mình nuôi lắm chứ. Nó càng chửi càng chọc, mình càng khoái. Càng chủ đích của mình thì là mình chọc để cho người ta chửi, chọc để cho người ta phản ứng. Mà người ta không phản ứng thì còn gì đâu sướng. Rồi xong rồi là làm riết mà con đá một phát là văng cửa, mà phải chi văng ra ngoài cửa rồi không nói. Văng ra cửa xong, mở cửa phòng kế bên văng vô trong á, xì hơi tiếp cho thằng em với bà Vú ở bển. Xong đóng cửa lại cho người ta hửi rồi chạy ra quậy gì đó, quậy tới 1-2 giờ đêm gì đó. Trời ơi. Nhưng mà thường những đứa như vậy nó không có mập được á Biên. Thiệt. Nó ra hết. Có bao nhiêu những nó không có phì ra được á, bao nhiêu hơi, những hơi mà không có chứa. Người ta nói là ông bà hồi xưa người ta nói là cái đó là của trời cho mà. Ôi trời, đó thì như vậy là chồng chồng con chỉ có cái tật xấu là coi như là ruột tốt. Ruột tốt. Tiêu hóa nhanh. Tiêu hóa nhanh. Vậy không biết con, tại vì con làm thấy cổ cười hoài, con tính đâu cổ thích, con đâu biết đâu nên con làm tiếp. Vậy thôi đó hả? Những cái đó chỉ có xấu là giống như là nhây lầy thôi. Cái đó gọi là lầy thôi. Vui thôi. Chứ còn ngoài ra thì chồng con phải nói chồng ra là con nấu ăn ok lắm. Tất cả hết. Chăm con dạ, nấu chăm ăn con, nói chung là có bừa bộn không? Dạ không, được cái là chồng con rất là sạch.
và cũng như con vậy đó, hai vợ chồng là nói chung là không có phải không có phân biệt là vợ phải làm hay chồng phải làm, không có phân biệt gì hết. Chồng gặp cái gì là chồng tự dọn cái đó, giúp vợ luôn, nhiều khi là giúp hết rồi luôn, chứ không vợ phải ơi sao tối ngày cứ vậy rồi để chồng dọn, không có. Hai vợ chồng rồi, là rồi có trăng hoa không? Dạ trăng hoa thì từ lúc mà quen cho tới giờ thì hầu như là không có, với lại thường là chồng ở đâu vợ ở đó. Nên là không có cơ hội để trăng hoa. Dạ có nghĩa là chưa có cơ hội. Đi đâu là sát mới đích đó. Hay như nói như Sam vậy. Dạ đó. Ôi, vậy là cũng mỹ mãn. Ủa sao có thứ à? Có một loại thì có à? Một thì thôi cũng có một tật xấu rồi, lầy đó, nhây đó. Chắc là chỉ mong muốn ở có mong muốn ông thay đổi, ông bớt, ông bớt tha bơm không? Giờ con mong cũng chồng... vui mà cái đó cũng thật ra vậy thì con có mong chồng là... con thay đổi gì không? Dạ thì nói chung là để cho là hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn thì đối với con á thì chồng con là con không có những cái gọi là những cái lời hứa màu mè hay là những cái món quà trị giá gì đó, nên là con chỉ có những cái lời cảm ơn chân thành đến chồng con, thật sự là lời cảm ơn chân thành, bởi vì chồng đã biết thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng, và đặc biệt là đó là sự bao dung vợ ở tất cả những cái lúc mà bướng bỉnh hay là tất cả những cái vấn đề gì đó là chồng con đều giải quyết được hết và đều thấu hiểu được hết, đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu. Đó là mong muốn thay đổi à? Dạ không. Đó là con cái không lời... mong muốn, có nghĩa là con không là mong y muốn vậy đúng tại không? Tại vì đó là những cái lời mà chồng con là một gọi là một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng không cần phải thay đổi cái gì hết đúng không? Dạ. Đó, chồng vô kia cứ đi. Dạ. Để cho vui nhà vui cửa phải không? Dạ, cái mặt anh đừng anh đã đó, đã mà đã trời ơi. Rồi chút nữa đi, đó là những cái lời mà vợ con dành cho con. Dạ. Ngoài cái việc gọi là sự mong muốn, vợ con còn có một cái sự chia sẻ về cái trong cái suy nghĩ của vợ con về con. Dạ. Ha, chút tới con nó nghe. Tới rồi chứ chút gì nữa. Hả? Tới luôn nè. Đó, tới luôn đi. Ở bây giờ trước hết là kể về thật xấu của cổ đi. Thì vợ con thì nói chung là cũng có cái thật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Sao? Ngủ gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Đẩy ra gọi thì cũng gác tới đây nè. Mà không có con thì ngủ không được. Ghiền gác cổ họng. Ghiền gác cổ họng hay sao? Bữa không có gác bữa một chỗ nào khác, chỉ có gác cổ họng. Gác lên tới cái cổ, có nghĩa là gác tới mức độ đó. Ê vậy có khi nào bả ghiền cái mùi chân quá không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân có đó. Có nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác. Ủa là sao? Tại vì không phải, tại vì là nó thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi, nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó, nên là không thể thiếu. Gác có bữa mà con nằm mơ luôn, tính nào ai bóp cổ còn không mà giật mình nó dậy thấy cái giò để đây nè. Tôi nằm vào thấy núi đèn vậy thôi đó hả, là có nhiêu đó thôi. Ngon nhỉ. Nằm vào thấy núi đèn con có nhiêu đó thôi, không còn một cái gì khác nữa. Dạ đúng rồi, hai vợ chồng con là coi như hai đứa hoàn hảo dữ vậy luôn. Vậy con có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Thì con chỉ mong mà vợ con là bớt bướng lại với nóng tính quá. Đó thì như đó cũng là... có hai cái cần phải thay đổi đó con. Bướng muốn làm gì là làm, thách có nghĩa là thách á. Thách là làm, thách là làm. Chị con chỉ muốn là thay đổi cái bướng bỉnh nó lại xíu, với lại bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Vậy hả? Mẹ con có muốn nói gì với vợ con không? Nói lời yêu thương đi, đàn bà người ta thích thổi lỗ tai lắm luôn á, thiệt. Hôm trước là có mua nhẫn cầu hôn không? Dạ có rồi. Có rồi. Trong lúc cầu hôn thì có những cái lời yêu thương ngọt ngào không? Dạ có. Rồi bây giờ còn điều gì chưa nói với vợ? Thì nhân hôm nay nè, nói với vợ đi. Dạ thì con thì con cũng nhìn vợ nói. Con thì con đây con cũng xin cảm ơn vợ con đã chăm sóc gia đình nè, đó rồi con cái nè, rồi chăm sóc giống như là ở nhà con á thì nấu cơm á thì nấu tới hai món, hai giống như là một phần ăn mặn và một phần ăn chay. Đó mà nhà thì đông người thì một mình là vợ con là tôm tắt mấy cái việc đó hết luôn, vừa nấu ăn chay vừa nấu ăn mặn, giỏi quá. Rồi lại vừa kiếm tiền được luôn, rồi lại vừa giặt giũ hết tất cả mọi thứ, cho nên đó là con rất là thương vợ con về cái vấn đề đó. Vậy thôi giờ nói nhìn vô mắt vợ nói một câu gì đi. Đứng lên nói luôn đi. Nãy giờ là toàn là phân trần với cô với lại chú Thuận không à. Tôi đừng nhìn tôi, đứng lên nói với vợ đi. Đó. Thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua là chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người. Đó. Thường quá. Dạ con cũng sẵn đây thì chồng nói thì đứng con đứng lên đi. Thì con cũng có đôi lời là muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai
cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có, thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ, và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thôi một cái nữa đi. Yeah. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình đó. Lớp với lựa chọn là hạnh phúc. Công nhận á, đúng không? Cái bữa đó lần thứ nhì á mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về, đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Hôm đó tự nhiên chọn lựa mà ở trong nhà nó ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á, lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi, đúng không con? Đó. May mắn nó cũng tới là mình tìm được đúng người. Cho nên là nói chung là hai đứa đã tìm được đúng người. Và đúng không? Cũng xin chúc mừng cho hai con đã tìm đến nhau. Và hai con là hai mảnh ghép mà khi mà ghép lại với nhau là thành một cái mảnh ghép hoàn hảo. Và như con đã nói, đây là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là do các con đều lựa chọn. Và xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình.